Chào các bạn, mình tên là Văn Vũ Quốc Cường. Hôm nay mình xin được chia sẻ với các bạn một bài thuốc để điều trị bệnh cam tức được trích ra từ sách Bệnh thường gặp, thuốc dễ tìm của Lương Y Hoàng Duy Tân. Trước khi bước vào bài thuốc thì mình xin được chia sẻ một chút về từ cam tức, bởi vì từ cam tức này nó có thể đối với những bạn mới và những bạn đồng lứa tuổi với mình hoặc là những thế hệ sau thì không có quen thuộc chút nào, tại vì từ cam tức này nó thuộc về y học cổ truyền. Và trong y học hiện đại không có cái bệnh danh cam tức mà chỉ có suy dinh dưỡng ở trẻ em hoặc là dạng bệnh thuộc ngũ quan. Mà bệnh cam tức này thường liên quan đến hoạt động tiêu hóa thất thường, tích trệ đồ ăn, bị trùng tích v.v. Suy dinh dưỡng thì thường được chia làm 3 cấp. Cấp độ 1 là tương ứng tiêu chảy, cấp tính mất nước, mất chất điện giải. Ở cấp độ 2 thì tiêu chảy lâu ngày gây suy dinh dưỡng. Ở cấp độ 3 đó thì suy dinh dưỡng lâu ngày làm người gầy, bộ mặt nhăn nheo như người già, tinh thần thì mệt mỏi, ăn uống kém, tiếng khóc nhỏ bé, rêu lưỡi mỏng khô, lông tóc khô, có kèm theo các biểu hiện như sau, như là da khô, loét niêm mạc, loét miệng, lắng đọng sắc tố, tử ban, phù thủng, v.v. Và bây giờ chúng ta vô trong cái thành phần của bài thuốc thì chúng ta chỉ cần có rau xanh tươi và gan heo thôi. Rau xanh tươi thì cần tới 12g và gan heo thì 20g. Còn cái cách dùng thì các bạn lắng nghe câu chuyện sau đây thì các bạn sẽ biết được cái cách dùng cặn kẽ hơn. Có nhiều em bé trông rất dễ thương, nhưng khi nhìn một em bé mà cơ thể gầy ốm, bụng mỏng, đít teo, v.v. thật khó mà thương được. Những em bé đó nhân gian quen gọi là em bé bị bệnh cam, bị cam tức. Nếu được chữa trị đúng mức, nhiều em phục hồi lại sức khỏe, trở nên mạnh khỏe, đẹp đẽ, dễ thương, vân vân. Cháu Lê Thị L, 3 tuổi, khi sinh ra cháu được 3,2kg và đến khi thôi nôi đầy năm, cháu cân nặng 10kg. Trông rất kháu khỉnh, dễ thương. Thế nhưng, sau đó, khi cháu được 2 tuổi, vì mẹ cháu phải đi làm, ở nhà giao cháu cho chị lớn 12 tuổi trông nom, ăn uống thất thường và cũng từ đó trở đi, cháu ngày càng sút cân, gầy ốm. Quanh năm, lúc nào cũng phải đi bác sĩ khám bệnh, uống thuốc. Đến bữa ăn, rất vất vả mới cho cháu ăn được vì cháu không muốn ăn gì cả. Tối ngày chị quấy khóc, đêm về lại ít ngủ, cứ lăn lộn khóc làm cả nhà đều mệt vì cháu. Năm cháu lên 3 tuổi, cháu chỉ cân nặng 7kg, da thịt, tay chân rất gầy. Bụng lúc nào cũng to, nước da xám, nhìn trông giống như người chết đói. Hàng xóm quen gọi đùa là Loan Somali. Thỉnh thoảng có một số phái đoàn y tế đến khám, cho một ít thuốc bổ, sữa, v.v. Nhưng cháu vẫn không thấy nhích lên được 1kg nào. Một hôm, má cháu nhờ tôi làm cho cháu một ít thuốc tể, cho cháu uống để giúp cháu ăn nhiều hơn. Vì má cháu nói, sợ uống thuốc tây, cháu sẽ nóng trong người hơn. Tôi hướng dẫn cho má cháu dùng. Rau sam tươi 12g, gan heo 20g. Rau sam rửa sạch, thái thật nhỏ. Gan heo rửa sạch, băm nhuyễn, cho vào 2 chén nước, nấu cho nhừ, còn hơn nửa chén, cho cháu ăn dần trong ngày. Lúc đầu cháu không muốn ăn, nhưng đến ngày thứ 5, cháu ăn được hơn nửa chén và thèm ăn hơn. 2 tuần sau, cháu có thể ăn gần được 1 chén kèm theo 2-3 trái trứng cúc. Dần dần, cháu ăn thêm được chuối, trái cây, cơm, cháo và ăn một cách ngon lành. Sức khỏe cháu phục hồi, có da, có thịt hơn, cân nặng được 13kg, lên 3kg. Sau đó vừa tiếp tục ăn rau sam và gan heo, vừa cho cháu ăn thêm cháo thịt, cơm, trái cây. Sức khỏe cháu tăng rõ rệt, mập mạp trở lại, da hồng hào như xưa và rất đáng yêu, nói chuyện líu lo cả ngày. Trước đây khi đang bệnh, cháu hầu như không nói suốt cả ngày. Trong bài thuốc này chúng ta có sử dụng tới rau sam, còn được gọi là mã xị hiện trong đông y. Mã có nghĩa là con ngựa, xị có nghĩa là răng và hiện là hình dáng bên ngoài. Vì lá của cây thuốc này nhìn thoáng qua đó có hình dáng giống như răng của con ngựa, cho nên là được gọi nó là mã xị hiện trong đông y. Ngoài ra thì còn được gọi là đầu sư tử thảo và trường mệnh thái. Theo đông y á, thì cái cây rau sam này có vị chua, tính hàn, nó đi vào đường kinh vị và đại trường. Nó có tác dụng là thanh nhiệt, giải độc, tán huyết và sát trùng, và thường dùng để trị kiết lỵ. Còn theo sách Đông Dược Học, nhận xét về đặc tính của rau sam như sau. Mã xị hiện, tính vốn âm hàn, phơi dưới trời nắng gắt cũng không dễ khô héo, vì vậy nó giỏi về thanh hóa thấp nhiệt, thanh lợi, tiêu ứ trệ, các bệnh do thấp nhiệt gây nên,
không kể là bên trong hoặc bên ngoài đều có thể dùng nó để chữa. Mã sĩ hiện càng thích hợp với chứng kiết lỵ nặng gây đầy chướng. Ngoài rau sam ra thì chúng ta có sử dụng là gan heo. Gan heo còn được gọi là chư can trong đông y. Gan heo có vị đắng, tính ấm, nó có tác dụng bổ can, dưỡng huyết, minh mục, có nghĩa là làm sáng mắt, thường dùng trị trong các chứng bệnh thiếu máu và quán gà, vân vân. Tất cả đó là những chia sẻ về điều trị bệnh cam tức. Các bạn nào chưa đăng ký kênh YouTube của mình thì các bạn có thể bấm chữ Isobani dưới đây, hoặc là các bạn vô trong Facebook của mình Văn Võ Quốc Cường để theo dõi những video mới của mình upload lên. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc cùng với gia đình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình. Bye bye!